Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh chư tôn đức và đại chúng an tọa. Hôm nay ngày thứ bảy 14 tháng 10 năm 2017, thầy có duyên trở lại Sydney trong buổi đầu tiên tại nhà của Phật tử Ngộ Thiện Đức để chia sẻ buổi pháp thoại đầu tiên. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị có thầy Đức Tánh trụ trì Quan Âm Thiền Tịnh hoan hỷ đến tham dự buổi chia sẻ với chúng ta. Cũng xin trân trọng giới thiệu với Đại Đức là có chư Phật tử ở Sydney và đoàn của chúng con, cả thầy lẫn trò 16 vị. Xin trân trọng giới thiệu với thầy cùng Phật tử. Giờ phải đoàn ngồi sao thầy không thấy. Con giới thiệu vậy thôi, còn lát thầy gặp từng người. Rồi sư Thái, con cũng giới thiệu với thầy và toàn thể đại chúng, có mẹ của thầy là sư Thái Quảng Từ. Sư Thái đang ngồi ở phía sau. A Di Đà Phật. Thôi sư Thái ngồi đó. Dạ. Và hôm nay thầy chia sẻ với đại chúng về giáo pháp của Phật, nhưng mà không biết là có ai có muốn thầy nói về vấn đề gì không. Qua thời gian mấy tháng rồi, tháng 6 thì qua phải không, giờ này tháng 10 là 4 tháng rồi phải không, có ai học lên tới cái tầng nào chưa? Dự lượng mà không biết lên tới tầng nào, mà hôm nay thấy khác dữ lắm luôn. Rồi nếu quý Phật tử không có cái ý gì để hỏi thầy giảng thì thôi thầy giảng chung ha. Thầy giảng chung một cái điều nho nhỏ thôi. Rồi là ứng dụng trong cuộc đời giáo pháp của Phật mà ta muốn học, muốn hiểu làm sao để ta ứng dụng trong cuộc đời. Đó là giáo pháp của Phật. Thì mình lấy cái phần nho nhỏ để mình mổ xẻ. Đó là ứng dụng. Thầy mới vừa nghe thầy sư Đức Tánh á, có nói là thiện xuân dần dần cũng giống thầy Phước Tiến. Thì trong huynh đệ đi giảng dạy thì thầy Phước Tiến là thuộc về đàn sư huynh. Thầy Phước Tiến lớn hơn thầy một tuổi, nhưng mà thầy có một cái phước duyên đi trước ở bậc đàn anh, mà có một cái tầm nhìn khá chuẩn. Cho nên là được xem như là người đi trước dẫn đường và khai lối. Có nhiều cái mà Thiện Xuân là bậc đàn em đi sau học hỏi rất là nhiều. Trong hệ thống về Internet á, công nghệ thông tin á, thì thầy Phước Tiến có mở ra một cái trang web gọi là Phật Pháp Ứng Dụng. Thì hai chữ ứng dụng á, chúng ta biết ứng nghĩa là cái chữ tương ưng với nhau. Người ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Như vậy chữ ứng là gì? Chữ ứng có nghĩa là nhu cầu của tất cả chúng sinh khi khổ cần đến Phật. Cho nên có cầu tất phải có cung. Như vậy thì cái cung đó là nó cung ứng cho cái nhu cầu. Đức Phật ra đời cũng vì lý do đó. Nếu chúng sinh không đau khổ á, không có cái gì để cần cầu thì Phật giáo không nên có mặt. Vì đạo Phật có mặt để làm gì? Để đáp ứng cái nhu cầu Phật tử đau khổ quá. Cho nên Đức Thế Tôn phải dùng tới 84.000 pháp môn để đáp ứng được cái nhu cầu 84.000 phiền não trần lao của chúng sinh. Đó là nhu cầu không cần nghe nữa. Muốn nói nó muốn nín nó nín. Tại đó là nhu cầu thiết yếu. Nhưng mà nó yếu quá nó không cần thiết. Thấy không? Vì quý vị thấy nó ứng rõ ràng chưa?
cứ hở mà nó có nhu cầu xài nhiều chắc chắn phải hết pin ta. Cho nên con người ta cũng vậy, chúng ta mà sử dụng quá cái sức của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ hết pin sớm thôi. Có người trong cuộc đời thì xài là cứ xài từ từ, tà tà, rỉ rả, làm hoài từ sáng tới chiều không biết mệt. Vậy thì đòi hỏi cái người đó đó có thể đáp ứng được nhu cầu cho bản thân và mọi người xung quanh hay không. Có người cứ tà tà, còn có người không có giờ ăn, chạy lăn xăng suốt như vậy. Vậy thì hỏi là cuộc sống nó cung ứng đủ cái nhu cầu để cho cái người ta cung đủ hay không. Thì thầy thấy các nước trên thế giới, phần lớn những nước nghèo là cái cầu nhiều mà cung ít, cho nên nó gọi là nghèo. Tại sao gọi là nghèo? Nghèo có nghĩa là người ta nhu cầu nhiều quá. Nghĩa là về Việt Nam mình thấy cái nhu cầu lớn lắm, nhu cầu rượu lớn lắm. Và tối ngày sau khi uống rượu xong rồi không có làm gì hết, cho nên cái cung nó ít quá, cho nên nghèo. Có khi là mình không có làm gì, mình ăn suốt ngày không biết no. Công nhận cái mà hồi nhỏ thì nó ăn lần tô vậy mà sao thấy nó không có no. Mỗi lần mà nấu về nhà mà mẹ nấu nguyên một cái lít gạo rồi đó, nấu nguyên lít gạo mà nhà có 2-3 người ăn à. Nhưng mình thấy nấu cái nồi một lít gạo nhưng mà mình thấy không đủ ăn, mình nằm nói sao nấu ít như vậy. Nó nghĩa là cái mắt mình đó, nó lớn hơn cái bao tử. Cái này gọi là cái cung á, nó không đủ cho cầu. Anh làm gì anh làm, đưa cái đó cho tôi đi, anh kiếm cái anh kiếm cái cục pin xong rồi anh vô anh lấy chứ nỡ lần nào anh lấy luôn cái cục lắp của tôi rồi. Thì cho nên là thầy thấy rằng là trong đạo Phật á thì quý thầy á ít quá, cho nên á quý thầy ít mà quý Phật tử á thì lại đông, cho nên cái này đó cầu nhiều á mà cung ít. Cho nên điều đầu tiên thầy kêu gọi á, là quý vị á, thiết lập truyền thông sao để giúp cho thầy á, là ở Sydney cứ hở mà có một ở Sydney có 1.000 người Phật tử á, ít nhất phải có một người đi tu. Bây giờ Sydney mình có bao nhiêu ngàn Phật tử, mấy ngàn quý vị có thống kê được không? Theo thầy nghĩ là Sydney của mình á cũng khoảng là 100.000 người Việt hả? Thống kê ít chứ ta? Có 100.000 hả? 100.000 người Việt. Thì được có được 100.000, được 100 người tu chưa? 1.000 người mà chưa có người tu có nghĩa là cái cầu á nó nhiều mà cung nó ít. Thì dẫn đến á, cái vấn đề là trong cái tôn giáo bạn của chúng ta đó thì một cái nhà thờ á thì chỉ có một vùng, một có một cái nhà thờ, có một cái ông cha thôi. Nhưng mà ông cha này đi một cái đám nào đó á, thì ông cha chỉ là đến đó chú nguyện chút cái về thôi. Chú nguyện chút cái về rồi á, ông cha không có phải phục vụ nhiều trong cái lễ lọc đó. Nhưng mà Phật tử á, thì phần lớn là có khi cầu an, cầu siêu nguyên cái đám cúng thất. Rồi có nhiều lúc nhiều cái nhu cầu lắm. Cho nên á, sư ở đây không biết sư Đức Tánh có đi nhiều không, mà thấy sư đi khất thực nhiều hơn đi cúng. Còn có nhiều thầy á, thì đi cúng nhiều hơn làm những việc khác. Còn trong á, trong cái giới mà quý thầy á, thì thầy cung cấp bằng cái phương pháp đi giảng dạy thôi. Thì thầy thấy có ở thế gian có cái câu á, không cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thì trong Phật Pháp á, không cần Phật Pháp khó, hoặc không cần Phật Pháp có, mà cái vụ gì thế gian làm không được á thì cần có Phật Pháp. Có nhiều lúc mình nghĩ là Phật Pháp á không cần thiết. Cái chùa kế bên mà đi qua đi lại không bao giờ nhìn vô cái chùa, và nghe ai nói tới cái chùa là bác liền. Nhưng mà đến khi á, cái nhà kế bên chùa đó, quanh năm chú tang không có đến chùa, nhưng mà tới chừng cha mẹ mình mất rồi đó, lúc này qua chùa. Nghĩa là không cần ngôi chùa này có mặt, đi đâu đi khuất mắt cũng được. Nhưng mà tới lúc á, nhà mình á có hữu sự, lúc này qua chùa. Như vậy thì tôi cảm nhận được rằng là cái người nào mà biết tu đó
thì quý vị sẽ thấy rất hạnh phúc khi chúng ta được cái giáo pháp của Phật được học, được ứng dụng. Khi chúng ta dùng cái chữ dụng á, nghĩa là cái chữ dụng cũng với chữ dùng á, dầu rằng hai chữ này là một, hai chữ này là một. Nếu chữ Hán á, chữ dụng với chữ dùng á, nó là một thôi, nhưng mà chữ dụng được dịch ra thành chữ dùng. Vậy thì dụng chính là dùng. Ta không cần là người đó là ai trong cuộc đời, nhưng mà ta có giá trị thì chắc chắn người khác người ta dùng. Cho nên á, đòi hỏi một con người có phước đức, có phước báo, đòi hỏi một con người có giá trị, nghĩa là người đó phải tự tích lũy cho mình một kiến thức, để khi mà người ta muốn dùng mình á, là người ta dùng cái kiến thức của mình. Con người chúng ta chỉ là một cái bình phong cho cái gì ở bên trong của nó. Thấy con người rất bình thường vậy đó, nhưng mà đụng vô chuyện gì người đó cũng biết hết. Vậy là người này đa năng, gọi là đa dụng. Nhưng mà đừng có xài hàng hàng Trung Quốc. Người ta có thể chơi hàng Trung Quốc không bằng hàng Nhật, nhưng mà thật sự ra là hàng Trung Quốc á, là cái đầu đĩa Trung Quốc là bỏ cái đĩa nào vô nó cũng hát. Nhưng mà cái đầu đĩa Nhật á, đầu đĩa Sony á, là có những cái đĩa bỏ vô không chạy. Như vậy thì nếu mà chúng ta chơi cái hàng Trung Quốc đó, thì tôi thấy là hầu đó ngồi nói chuyện, huynh đệ nói chuyện với nhau, thì tôi thấy đừng dội chơi. Ta đó tiền nào của nấy. Có nhiều lúc tiền ít mà ta dùng hàng Trung Quốc đó, thì ta thấy cái này hợp lý hơn. Tiền ít nhưng mà sử dụng đa năng. Cái loại đĩa nào bỏ vô nó cũng chạy. Đĩa nó trầy xước tùm lum bỏ vô nó cũng chạy. MP3, CD, VCD, DVD bỏ vô cái gì nó cũng chạy. Còn cái thằng Samsung, cái thằng Sony là bỏ vô đúng đĩa Sony của nó, mà đĩa tốt nó mới chạy, đĩa xấu không chạy. Từ chỗ đó tôi nói cái thằng nó tốt quá nó khó xài. Cho nên á, tôi cũng biết là lý do nào. Tôi biết lý do nào anh John, anh đẹp trai cỡ này mà tới giờ này còn phòng không chiếc bóng. Anh đứng dậy cho mọi người ta coi cái coi. Đó, quý vị thấy không? Đây là hàng Sony. Hàng này khó sử dụng hàng. Nó kén dữ lắm luôn. Đó, đẹp trai. Đẹp trai vậy đó mà giờ này còn phòng không chiếc bóng. Tại vì hàng này là hàng khó xài. Nên là tôi tại vì tôi thấy anh tôi mượn tôi để vô đỡ nghe anh cho anh. Mà tôi thấy nó cũng hợp lý. Chứ tôi để vô mà nó không hợp lý cũng khó nói lên chứ bụng. Nghĩa là cái người mà bình thường á là quay qua quay lại là có vợ liền. Tại sao sợ ế? Còn ông này có 50 tuổi cũng không ế. Nghĩa là gì? Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Úc. Nên có nhiều lúc mình cảm thấy mình hạnh phúc và trong cuộc đời á, là nếu mà mình thật sự là hàng thiệt không có sợ. Nếu mình ứng vào chỗ nào là mình dùng được vào chỗ nấy. Cho nên hôm nay đó cảm ơn ban tổ chức đã cho một cái viết tấm bản để dễ ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống. Rồi. Vậy thì tôi chia sẻ, hồi nãy tôi nói chữ ứng rồi. Chữ ứng có nghĩa là cung cấp. Chữ ứng nghĩa là cung cấp, gọi là đáp ứng. Cung cấp chính là đáp ứng. Mà đáp ứng cái nhu cầu, đáp ứng cái gì? Hễ có cái đầu cung á, thì phải có cái đầu cầu. Cho nên là đáp ứng cho cái nhu cầu. Vậy thì đạo Phật á, cái nhu cầu á, của thế gian á, vì khổ quá cho nên cầu. Người ta khổ cho nên người ta cầu vui. Đạo Phật á, đạo Phật là cái đạo vui. Như vậy thì đạo Phật là cái đạo vui, cái đạo an lạc. Cho nên đạo Phật đáp ứng cái nhu cầu mà chúng sinh khổ. Chúng sinh khổ, chúng sinh mới cầu vui. Đạo Phật không vui, nghỉ chơi, khởi cầu. Như vậy ai tu mà không được vui, không được an lạc thì ai cầu làm gì? Như vậy thì chúng ta hiểu rõ
ai là người hiểu đạo, nghĩa là người đó đã mang một chất liệu vui, chất liệu an lạc, mà trước cái vui này nó là cái gì? Hạnh phúc. Vậy thì ở thế gian á, ở thế gian cái giá trị tu là hạnh phúc. Ta tu như thế nào không biết, thân ta hạnh phúc, ta được hạnh phúc nè, chữ tu nè, tu cho ta, ta hạnh phúc, tu cho gia đình hạnh phúc, rồi bắt đầu tu cho xã hội. Đi tới đâu thì xã hội hạnh phúc, mang đến sự hạnh phúc an lành tới đó, đi cho đến quốc gia và cả nhân loại. Như vậy, để cái hạnh phúc giá trị này nó gia tăng, thì nó đòi hỏi cái người mà được gọi là tu theo Phật, tu theo đạo Phật. Như vậy, trong cái đạo Phật, người đệ tử Phật học Phật để mà tu, chứ không phải học Phật để rồi tự mình xưng danh mình là Phật tử. Có người không phải là Phật tử nhưng giá trị ứng dụng của họ trong cuộc đời rất lớn. Có người là Phật tử nhưng giá trị ứng dụng trong cuộc đời không có. Nghĩa là bản thân họ đó, họ tu ích kỷ cá nhân cho chính họ, cái đó ta gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa là chiếc xe nhỏ. Vậy là tiểu này có nghĩa là ta tu cho bản thân mình thôi. Tiểu là nhỏ. Vậy thôi, dịch ra vậy, tiểu là nhỏ. Người nào có tâm lượng nhỏ thì người này chỉ có ái chứ chưa có từ bi. Ái là sanh ra hạnh phúc. Cho nên ở thế gian, người vợ mà thương chồng, người vợ mà ái chồng hạnh phúc lắm. Vợ ái chồng, cho nên người này gọi là gia đình hạnh phúc. Bà vợ này chỉ được quyền trói buộc ông chồng và không được nhìn thằng Tèo. Nhìn Tèo mất hạnh phúc. Nghĩa là cái loại hạnh phúc của ái, nó là hạnh phúc cá nhân nhỏ bé, không được quyền lớn. Như vậy thì chúng ta học Phật, ta là đạo Phật nhưng ta còn gia đình, cho nên ta đâu có được phép rời xa cái gia đình xã hội cho đến nhân loại. Cho nên cái tâm của ta nó nằm ở đây, ta và gia đình ta thôi. Có người hạnh phúc cá nhân thôi. Có nhiều người vợ chỉ biết hạnh phúc bản thân mình, còn chồng và con thì kệ. Còn có nhiều ông chồng, ông chỉ biết hạnh phúc cá nhân ông thôi, còn vợ và con thì kệ. Có những đứa con nó hạnh phúc bản thân nó thôi, còn người thân của nó thì kệ. Như vậy nó cũng hiểu đạo Phật nhưng cái ứng dụng trong cuộc sống của nó là thiếu giá trị. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta, Ngài đã xuất gia, nghĩa là Ngài rời khỏi gia đình. Đó. Ngài rời khỏi gia đình. Cho nên yếu tố của Ngài là rời khỏi gia đình, cho nên gia đình cũng giống như xã hội. Bây giờ gia đình nó nằm y như ngoài xã hội. Cho nên trong đạo Phật, ta mà tu tập mà xuất gia rời khỏi gia đình thì ta phải hướng đến xã hội. Gia đình ta nằm ở trong xã hội, gia đình ta cũng giống như trong xã hội. Cái này phần lớn những người không hiểu biết, thì những người mà trong gia đình của người tu đó thường hay trách người tu đó, trong nhà nó còn chưa lo, đừng nói người khác. Không, người đó là người xuất gia, cho nên cha mẹ vẫn là thí chủ. Phật tử hiểu ý này không? Người thân của mình cũng chỉ là thí chủ, người thân của mình cũng giống như bao nhiêu người khác. Chứ bây giờ không còn người thân của mình giống như cái người thế gian nghĩ người thân của mình là thân của mình. Không có vậy. Cho nên có nhiều lúc Đức Phật mình nghe nói sao nó khó nghe, là bởi vì ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, thành Ca Tỳ La Vệ ở trong biển máu, tại sao Đức Phật không cứu? Đức Phật nói, nếu mà ta cứu được gia đình ta thì xã hội này ta cũng cứu hết được rồi. Tại vì lòng từ bi của ta nó lớn chứ không phải là lòng ái nữa. Ta là lòng từ bi. Oan gia trái chủ giữa cái chúng sinh và gia đình của ta bằng nhau. Ta không thể vì cứu gia đình ta mà để cho chúng sinh oán hận. Gia đình ta những người đã gieo nghiệp thì phải trả cái nghiệp của họ. Ta không thể thay cho họ được.
ta chỉ có pháp để dạy cho họ ứng dụng trong cuộc sống để họ tự giải thoát thôi. Như vậy ta cũng dạy cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, những người thân của ta biết tu, họ tự giải nghiệp. Mà giải nghiệp, hết nghiệp chính là giải thoát. Vậy thôi. Vậy thì giải hết cái nghiệp này nó biến thành giải thoát. Thì có hai cái giải: một, giải nghiệp; hai, giải thoát. Hết nghiệp sẽ thoát, còn nghiệp dính. Hiểu không Phật tử? Dễ hay khó? Dễ hay khó? Ta dễ hiểu mà. Này, tu là giải nghiệp, mà hết nghiệp thì giải thoát. Bây giờ là ta còn nghiệp ràng buộc mà ta đòi giải thoát, cái này là ta mâu thuẫn. Ta sự tự mình sai lầm với phương pháp tu của mình. Có nhiều người nói bây giờ con không đi đâu, con ở nhà con tu được không? Ta nói được chứ đâu nữa. Nhưng mà ở nhà mình tu là mình tu cái này nè, mình tu cái hạnh phúc này nè. Mình không vượt ngoài cái đó được. Vì sao? Tâm nó còn ái. Nó ái cái gia đình chúng ta, nó còn ái cha, ái mẹ, ái anh em, ái vợ, ái chồng, ái những người thân, ái bạn bè, ái tiền bạc của cải. Tóm lại cái mái tóc cũng ái. Rụng tóc khóc. Còn thầy cạo trọc lóc mắc gì khóc. Còn họ ở nhà mà chải tóc xuống thấy rụng khóc. Trời, rảnh ghê. Còn thầy còn tóc đâu nữa mà chải. Như vậy thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vậy đó. Cho nên là chúng ta nhận ra được á, cái sự ứng dụng trong đạo Phật vào trong cuộc đời. Chúng ta học á, không phải một ngày một bữa, đem kinh ra học, học bao không bao giờ hết. Rồi bây giờ thoát ra khỏi kinh, chúng ta học để chúng ta thấy được nó, chúng ta cũng học không bao giờ hết đó. Tôi cứ lấy chữ này chữ kia, tôi giảng đời này qua kiếp khác không hết. Như vậy thì ta ứng dụng, vậy thì ta dùng như thế nào? Đó, ta dùng như thế nào? Dùng như thế nào gọi nó là dụng? Vậy thì ứng dụng, ta đem Phật pháp vào trong cuộc đời, bắt đầu ta mới hiểu rằng là bây giờ giáo pháp của Như Lai, cái tâm con nhỏ bé quá, con dùng cho bản thân con chưa đáp ứng được nhu cầu của con, làm sao con có thể đáp ứng được gia đình, rồi làm sao con thoát ra để con đáp ứng cho xã hội và quốc gia nhân loại. Ta coi con của người ta cũng giống như con của mình. Ta đáp ứng cái nhu cầu sự mong cầu của chúng sinh cũng giống như sự mong cầu của bản thân mình và của người thân. Ta cầu mắt sáng thì kẻ mù cũng đang mong cầu cặp mắt. Vậy thì kẻ mù cầu có mắt và ta cũng cầu có mắt, ta dám lấy mắt mình cho kẻ mù không? Dám không? Ai đưa tay lên cho con? Thấy không? Quý vị thấy là ứng dụng cái lời Phật dạy vào trong cuộc sống khó hay dễ? Khó lắm luôn. Người nói dốc có thể nói được, nhưng nói thật khó lắm. Bây giờ người ta bị hở van tim, hay là tim người ta có thể không còn khả năng nữa. Quý vị, nội chúng ta hiến máu không nó đã khó chưa quý vị? Người ta thiếu máu, mình chỉ đi hứa hiến máu thôi là nó đã là khó rồi. Mà mình biết quy luật á, mình lấy máu ra thì máu mình nó vơi, mà máu mình nó vơi thì bắt buộc những cái thành phần tạo ra máu nó phải tạo ra đủ để nó cho máu. Nhưng mà nếu mình không cho nữa đó, thì nó có thể một thời gian nó bình ổn lại. Còn nếu mình cho thường xuyên thì bắt buộc phải cho, còn không cho thì người đó coi chừng sanh bệnh. Cho nên hiến máu phải hiểu về nó, chứ không phải mình nói là nay tôi thấy tôi thích tôi đi hiến, cái mai mốt tôi không thích nữa tôi không hiến nữa. Người mà hiến cái kiểu đó tự làm cho mình bất ổn trong cơ thể, nghĩa là mình không ứng dụng được cơ thể của mình cho nó điều hòa. Mà nếu lòng từ bi thật sự, hãy đi hiến máu thường xuyên hàng tháng. Nếu mình thấy mình ốm vẫn đi hiến máu, nhưng mà khi mình hiến máu rồi, cơ thể mình bắt đầu nó phát huy rồi, ăn ít nó vẫn mập, vì nó đang sản xuất ra một lượng máu mới. Và người đó có thể trẻ ra. Ai thường hiến máu có thể trẻ ra. Cái này là người phụ nữ có thể biết. Vậy thì cái nhu cầu đó nó nhìn thấy ở cái mức độ nào? Nó nhìn thấy ở cái mức độ ứng dụng cái nhu cầu trong cuộc sống. Cho nên người ta nói rằng nè, ai mà
ai mà tệ trong cái lĩnh vực nào, tệ ở chỗ nào, tệ ở chỗ nào, lấy cái tệ đó dạy người khác, lấy tệ đó dạy người khác, thì sẽ giỏi. Tại sao ta lấy cái tệ ta dạy mà nó sẽ giỏi? Tại vì ta tệ là bởi vì ta không chuyên môn. Còn nếu ta chỉ cần đem mà ta dạy người khác thì chắc chắn ta sẽ chuyên môn. Mà chuyên môn thì chắc chắn ta sẽ giỏi. Cái giỏi này chẳng qua là một cái loại nghiệp mà người ta không gọi nó là nghiệp, mà người ta gọi nó là chuyên môn. Gọi là cái gì? Trăm hay không bằng tay quen. Trăm hay không bằng tay quen. Thầy hỏi quý Phật tử, có hai cái tay, tay trái với tay phải là tay của mình hay là tay người khác? Tay của mình. Hai trên bàn tay của mình là tay của mình. Nhưng mà tôi đã quen viết tay phải, bây giờ tôi viết tay trái, tôi viết được gì không? Ai cũng hiểu, không được. Vậy thì tại sao tay của mình mà mình viết không được? Tại vì cái tay phải nó quen rồi, còn tay trái nó không quen. Quý vị về bắt đầu tập đánh răng giùm tôi ha. Quý vị đánh răng hàng ngày, đánh tay trái hay tay phải, thì bây giờ đánh răng bằng tay ngược lại. Quý vị sẽ thấy chính mình mà mình vẫn điều khiển nó không được. Vậy cũng giống như một đứa trẻ mới tập viết thôi, thì ta bắt đầu phải tập viết tay trái, vì ta không ứng dụng hai bán cầu não của mình cho nó tốt. Ta dùng tay trái thì nó là bán cầu não phải, mà ta dùng tay phải thì nó sử dụng bán cầu não trái. Do vậy mà ta thường dùng bán cầu não trái, tại vì ta dùng tay phải nhiều hơn, cho nên ta dùng bán cầu não trái. Mà bán cầu não trái nó không kích hoạt thông minh được, mà bán cầu não phải nó mới kích hoạt thông minh. Cho nên người ta lại nói, khoa học lại chứng minh, hay là giang hồ nó đồn là ai viết tay trái người đó có khả năng giỏi hơn người viết tay phải. Mà tay trái là phải viết ngược, tay trái là phải viết ngược, viết từ bên này viết qua, hay là viết từ bên này viết qua, viết từ bên này viết qua nó mới xuôi. Như vậy thì ngày xưa ông cha ta viết chữ Hán là viết từ bên trái viết qua, viết từ trên viết xuống, vậy là viết tay trái dễ hơn, đúng không? Cho nên ông cha mình giỏi hơn mình. Cho một tràng pháo tay chúc mừng ông cha mình, vì giỏi quá chết hết trơn, mình tệ tệ còn sống. Cho nên thế hệ sau nó viết từ bên trái sang bên phải, mà thế hệ trước của mình viết từ bên trái qua bên phải qua bên trái. Như vậy thì tôi mới nghĩ là thư pháp ngày xưa viết là, giả sử như ngày xưa ông cha mình viết xuân hạ thu đông, các quý vị đó phải viết cái kiểu này, để rồi cái chữ này cái gì tôi quên mất tiêu rồi. Tôi viết đại cũng đâu có ai biết đâu, tôi biết mà. giả sử vậy đi. Nhưng mà nếu mà quý vị suy nghĩ là ta không có học á, thì ta không có biết á, thì ta từ trên xuống dưới, ta viết bằng ông cha ta viết bằng tay trái hay tay phải, mà viết á là viết bằng cái cùm này nè, bắt đầu cầm rất là xa, viết bằng cái cùm tay, còn trên nó quyển chuyển, nó dẻo lắm, thấy không? Còn giờ này á là mình viết bằng tay phải xong rồi bắt đầu cái tay mình ôm cái viết cứng ngắc vậy nè, mình viết lát nữa là muốn rụt luôn cái tay. Còn người xưa ta viết ta cầm đơn giản, ta để cho cái viết nó lả lướt ở trên cái giấy á. Cho nên là người xưa ta viết ta ứng dụng cái tay của mình, và cái tâm của họ nó cũng theo vậy đó. Cho nên là có khi mình thấy người ta viết chữ Hán á, mình cảm thấy nó sao cái tay họ nó viết y như gọi là thư pháp vậy đó. Còn về sau này mình làm cái chuyện gì mình cũng cảm thấy ủa sao nó xấu hơn người xưa dữ vậy. Tại vì hồi xưa người ta viết nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó lả lướt, nó nhưng mà ta đã viết xong thì đọc không được luôn. Tôi viết chữ Hán người ta mới không biết. Người Việt viết thứ gì phải không? Rồi cảm ơn. Tại mình có khi mình phải biết là ông cha mình là người Tàu. Bây giờ có bao nhiêu cái thầy viết cái chữ ứng dụng này cũng chính là viết cái âm của chữ Hán, chữ âm chữ đó không phải tiếng Việt.
Bây giờ chúng ta đặt tên nè, tên Hoa nè, tên Cúc nè, tên Đào nè, tên tên Hùng nè, tên Dũng nè, vậy tất cả những cái tên này đều là tên chữ Hán không à? À, nếu mà tên Tâm á, mà mình nói không phải tên chữ Hán thì mình dịch ra tiếng Việt đó là tên Lòng. Mấy mốt mình kêu anh Tâm thì mình đừng kêu bằng anh Tâm, mà nói giờ tôi cũng muốn kêu chữ Hán, thôi tôi kêu chữ Việt, nói anh Lòng, anh Lòng. Phải là Tâm là Lòng không? Cho nên mình ứng dụng cái chữ Hán trong trong cuộc sống khó. Rồi, như vậy trăm hay không bằng tay quen, thì bây giờ mình ứng dụng cái pháp môn tu của mình á, chẳng qua là mình giỏi, mình cho mình giỏi, nhưng mà thật sự ra mình không có giỏi đâu, chẳng qua là mình quen thôi, mình đã quen theo cái nghiệp thôi chứ không phải là giỏi đâu. Vậy thì Đức Phật có nói một điều mà trong kinh văn thì trang trải và được giải thích ra rất là rộng, thì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nghĩa là ta thành Phật thì các ông cũng thành Phật, là ta có cái khả năng đó thì các ông cũng có khả năng giống như ta vậy. Nhưng mà tại sao các ông không có chịu, các ông không chịu phát huy cái khả năng của mình? Cho nên là chư tổ mới dạy rằng là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người tu thôi. Như vậy cái sự nghiệp của người tu là trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp thì chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Vậy thì ứng dụng cái trí tuệ này để thực hiện cái sự người tu là thế nào? Cho nên là người tu đó là Đức Phật có giao phó một cái trách nhiệm, đó là hoằng pháp vi gia dụ. Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài, lợi sanh vi bản hoài. Dịch là hoằng pháp là nghĩa vụ, vi gia vụ. Hoằng pháp là cái gia tài, là nghĩa vụ. Chữ vi này là hoằng pháp là một gia tài của người xuất gia. Cái gia tài của người xuất gia chính là hoằng pháp. Tại vì cái pháp này nè là lời của Đức Phật dạy, mà lời Đức Phật dạy là tài sản cha truyền cho con. Hoằng có nghĩa là phát triển nó. Người nào phát triển được pháp của Phật, đó là gia tài mà cũng là nghĩa vụ. Quý vị hiểu ý này ha. Gia tài của người xuất gia là pháp. Đức Phật chỉ có một tài sản duy nhất là cho đệ tử mình giáo pháp mà thôi. Cho nên người nào phát huy giáo pháp đó đó, để giáo pháp đó được ứng dụng trong cuộc đời đó, thì người đó hưởng được gia tài của ta, mà cũng là nghĩa vụ phải truyền thừa giáo pháp đó và làm cho giáo pháp đó hưng thịnh và lớn mạnh. Lợi sanh vi bản hoài, cái hoài bảo gốc của người tu là gì? Là lợi ích cho chúng sinh. Như vậy chúng sinh chính là niết bàn của người tu. Lấy cái vui của chúng sinh, lấy cái ứng dụng Phật Pháp đem lại niềm vui cho chúng sinh là niết bàn của người tu. Như vậy đem cái niềm vui cho người tu, cho chúng sinh, thì có phải là từ bi không? Niềm vui của chúng sinh chính là niết bàn của người tu. Như vậy đạo Phật người ta gọi là đạo từ bi. Đạo từ bi bằng với đạo Phật. Lý do là vậy. Nghĩa là lý do là đem lòng từ bi ứng dụng trong cuộc đời, mà đạo Phật được người ta đón nhận, và chư tổ đã đúc kết hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài. Cái hoài bảo gốc có nghĩa là tôi đi tu với một cái bài hoài bảo gốc là vì lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì Đức Thế Tôn bỏ cung vàng điện ngọc cũng vì lợi lạc cho chúng sinh. Như vậy thì giáo pháp của Như Lai, như lúc trước tôi trong những cái bài học thì tôi cũng đã có phân tích, Đức Thế Tôn không thể không biết được tương lai đệ tử của mình chính là những người
không chịu học giáo pháp, mà thích cho rằng ta đang ứng dụng giáo pháp đó trong cuộc đời, nhưng ta không học thì lấy đâu mà dùng? Bạn muốn ứng dụng thì bạn phải học, xong rồi bạn mới đem ra bạn xài. Nếu bạn không học mà bạn đem ra bạn xài, nghĩa là bạn không hiểu mà bạn muốn dùng chứ gì. Cũng như là bạn chưa biết gì về điện hết mà bạn muốn xài điện, phải không? Có ngày điện nó giật chết nha bạn. Pháp của Thế Tôn cũng như thế. Mọi thứ có hai mặt. Mặt tất cả chúng sinh đều có Phật tánh được xem như là mặt phải. Như vậy thì mặt trái của nó là quỷ, là ma. Mà quỷ ma là hiện tướng của vô minh, Phật tánh là hiện tướng của sáng suốt. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Đồng ý. Vậy thì ở đây là bóng đen, ở đây là ánh sáng. Nếu chúng ta học pháp mà chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta đang đi lầm pháp, mà lầm pháp thì ta ứng dụng trong đời sống quỷ ma, chứ đâu phải là ứng dụng trong đời sống sáng suốt đâu. Vậy thì cái này đưa ta đến khổ đau, cái này đưa Phật tánh sáng suốt đưa ta đến an lành, vui vẻ. Vậy thì nếu mà đạo Phật lấy giáo pháp, lấy sự an lạc cho chúng sinh, như vậy Đức Phật ở cái cảnh giới sáng suốt này hay Đức Phật đang ở đây? Phật đang ở đâu? Nếu nói lòng từ bi của Phật, Phật đem lòng từ bi ứng dụng trong cuộc đời, mà Phật ở trong Niết Bàn, ở chỗ sáng suốt an lạc hạnh phúc này, thì có phải là Phật không? Không. Tìm Phật ở chỗ này sẽ không có Phật, mà tìm Phật ở chỗ này sẽ có Phật. Phật vì lợi lạc cho chúng sinh mà có mặt. Tất cả chư tăng, chư ni, những người xuất gia vì lợi lạc cho chúng sinh mà có mặt. Chúng sinh còn đau khổ thì Tam Bảo còn có mặt. Một khi chúng sinh không còn đau khổ nữa, bóng đen này không còn, mọi thứ tan ra thành ánh sáng nữa, thì Tam Bảo còn không? Không. Sao còn nữa? Bây giờ quý vị mang cái bóng đèn, bây giờ nó có tác dụng nè, nhưng mà ban ngày trời sáng vậy, bắt đầu mở đèn đi qua đường, ta nói mình có vấn đề. Tự nhiên cái trời sáng vậy mà cầm đèn đi là có vấn đề. Hỏi vậy lâu chưa? Bị vậy lâu chưa? Cho nên mình nói Tam Bảo này cần khi nào, ta ứng dụng Phật Pháp khi nào. Không phải là ta tu để rồi ta ngồi đó ta trả bài cho Phật. Ta học để ta trả bài cho chúng sinh. Cái chúng sinh mà không hiểu đạo thì ta mới nói, chứ còn ta học để ta đem về ta trình bày với Phật thì thấy có vấn đề. Cho nên có người học nhưng mà nói là tôi hiểu, Phật hiểu. Tôi nói cái này bị vậy lâu chưa? Tôi học Phật á, là tôi sáng suốt rồi tự nhiên Phật hiểu à. Tôi nói cái này có vấn đề nặng nữa nè. Bạn học, bạn muốn hiểu thì bạn hãy hỏi cho thằng này có hiểu không? Mà bạn làm cho thằng này nó hiểu nè. Bạn làm sao bạn ứng dụng cái giáo pháp của Phật cho cái chúng sinh vô minh này nó hiểu nè. Cái này nè, bạn mới đem Phật Pháp vào trong cuộc đời. Còn bạn nói mang này ngu quá, giờ dạy không nổi nữa, không dạy gì hết, đừng có dạy. Không, no. Xa lìa nó. Để mình đi vào cái cảnh giới an vui khổ này, nó khổ quá rồi, có nói nó nữa nó không bao giờ nghe. Thì thôi bây giờ mình nhập Niết Bàn cho rồi. Những người đó có Phật tánh chưa? Giác ngộ chưa? Chưa. Những người đó chưa có giác ngộ. Chưa giác ngộ cho nên mong cầu ánh sáng. Mà người đã có ánh sáng rồi thì quay trở lại nỗi khổ niềm đau để cứu độ chúng sinh. Cho nên tôi mới nói trong kinh Địa Tạng đó, thì có hai vị là ông, hai vị vua. Một vị là phát nguyện tôi sớm thành Phật để độ chúng sinh.
Một vị phát nguyện độ chưa hết chúng sinh, tôi chưa chịu thành Phật. Thì cái vị mà nguyện độ chưa hết chúng sinh, tôi chưa chịu thành Phật, vị đó là Địa Tạng. Mà trong ngay cái nguyện mà độ chưa hết chúng sinh, tôi chưa chịu thành Phật á, thì ngay lúc đó vị đó là Phật. Còn cái vị mà nguyện sớm thành Phật để độ chúng sinh á, thì vị đó là chúng sinh. Tại nguyện sớm thành Phật cho nên là ông đâu có ứng dụng vào trong cuộc sống được đâu. Ông phải né chúng sinh để ông lo ông đi tu chứ. Ông lo ông đi tu để ông thành Phật. Như vậy thì ông ứng dụng cái đó cho bản thân ông thôi. Ông ứng dụng lời Phật dạy cho bản thân ông. Ông tranh thủ ông thành Phật để ông quay trở lại độ chúng sinh. Trong lúc chúng sinh kế bên ông mà ông bỏ ông đi cầu thành Phật, thì đi cành thành Phật rồi để ông quay lại độ chúng sinh, thì rõ ràng ông không có tình thương ông quay lại không? Lấy ví dụ cụ thể, ứng dụng trong cuộc sống. Ví dụ như mình thương Việt Nam, tôi mong là tôi sẽ đi tất cả các nước trên thế giới để giàu có, tôi quay trở về, tôi giúp đỡ Việt Nam. Còn đằng này Việt Nam nó khổ quá rồi, tôi mong bỏ chạy, chạy rồi có muốn quay về không? Thấy nãy khổ quá, đau quá, nó từ thần đất xét quá, tôi muốn bỏ chạy. Thì khi cô bỏ chạy rồi, tôi có muốn quay về để cứu không? Không. Đổ thừa tại nghiệp của tụi bay, ráng ở đó đi con. Vậy không? Cho nên mình thấy mình có ứng dụng không? Đó là mình nói là tại nghiệp của mọi người, tôi hết nghiệp rồi, tôi sang tới Úc. Đứa nào còn nghiệp ở đó chịu trận đi. Như vậy thì mình muốn ứng dụng vào thì tôi lấy cái cụ thể để tôi ứng dụng. Có nhiều người 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nói về Việt Nam, no. Đi đâu thì đi, không bao giờ về Việt Nam. Tại sao vậy? Ở đó thấy gớm. Nó gớm, nó thúi, nó hôi mới là chỗ mình cần phải quay về để độ nó chứ. Chứ còn nó tốt nữa thì độ chứ. Những đất nước khác nó tốt rồi, còn đất nước này nó còn thấy gớm lắm, quay về giúp nó đi ứng dụng. Cái đó là cái mà chúng ta suy nghĩ thôi, chứ còn tôi nha. Ai nói tôi đem cái phản động hay gì đó là lôi kéo gì là no à. Tôi không có cái này, tôi giảng pháp ứng dụng mà. Còn ai hiểu làm gì làm, còn không làm thì cũng mai làm gì mình đó. Có nhiều người giỏi lắm quý vị, có nhiều người cũng giàu lắm, nhưng mà cái giỏi cái giàu đó cũng là phước báo của mỗi người thôi. Đời này bạn được như vậy thôi, chứ chưa chắc gì đời sau như thế nào. Mà trong cái bài kệ cũng có nói, giàu rằng là người giàu người nghèo cũng chung một gò, người trí người ngu cũng không qua khỏi cái chỗ đó ha. Người sang người hèn cũng về có một mối thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm phân cái pháp này ra làm ba ứng dụng. Ứng dụng trong quá khứ, ứng dụng trong hiện tại, và ứng dụng ở vị lai. Phật đã thành Phật ở quá khứ, Phật cũng đã thành Phật ở hiện tại, và cũng sẽ thành Phật ở tương lai. Như vậy quá khứ cũng đã được ứng dụng và Đức Phật cũng có mặt. Hiện tại cũng đã được ứng dụng và có mặt, vị lai cũng sẽ có mặt. Như vậy đâu phải là quá khứ mới có Phật hay hiện tại mới có Phật mà vị lai không có Phật. Vậy thì vấn đề quan trọng trong giáo pháp đừng bao giờ gọi là chánh, tượng hay mạt, chúng chỉ là phương tiện mà thôi. Vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta phải biết dùng phương tiện. Ta dùng phương tiện nói chánh pháp là vì sao ta nói như vậy? Ta dùng phương tiện nói tượng pháp cũng vì sao các ông cần phải hiểu? Vì lý do nào ta nói mạt pháp? Phương tiện gì ta lại nói mạt pháp? Các ông cần phải hiểu. Hiểu áp dụng mà thực hành. Như vậy các ông hiểu đúng chánh pháp. Mà các ông hiểu đúng pháp thì các ông sẽ có trí tuệ. Cái của ta nó không phải là pháp, mà cái lời của Đức Thế Tôn, tài sản của Đức Thế Tôn là trí tuệ. Mà trí tuệ này nó biến thành pháp thì nó chỉ là tướng mà thôi.
Còn cái dụng của pháp chính là trí tuệ. Hãy ứng dụng cái dụng của pháp được ứng trong nhân gian bằng trí tuệ của bạn. Bạn muốn nói cho người ta nghe một thông điệp như thế nào? Vợ muốn nói với chồng một điều gì? Thì người vợ đó phải biết vận dụng phương tiện như thế nào để đem lại giá trị hạnh phúc cho mình, cho người thương yêu của mình. Tại sao? Chúng ta ứng dụng như thế nào cái não bộ của mình trong cuộc đời để khi ta mới gặp nhau gọi là sơ, trung và hậu, hay ta gọi là đầu, giữa, sau, ba chặng điều lành. Tại sao khi ta mới quen nhau thì ta mới gặp nhau thì ta tốt, ta vui, ta thương, ta sẵn sàng hy sinh cho nhau? Mới gặp nhau tai bắt mặt mừng. Ta ứng dụng cái khả năng của mình trong cuộc đời như thế nào để rồi cưới nhau lại ta làm khổ cho nhau? Rồi bắt đầu từ từ là không còn một giây phút nào hạnh phúc nữa. Tại sao lúc đầu nó hạnh phúc tuyệt vời? Ta có một sức mạnh đến nỗi là nó không ngủ, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc, an vui, là sự sống tràn trề. Bây giờ nó ngủ ly bì trời đất mà nó cũng không còn muốn sống nữa. Ta vận dụng coi, ta ứng dụng coi, cũng còn con người đó. Nhưng mà bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu sự đầu tư, bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu cái gì tốt đẹp nhất họ bắt đầu khởi sự khi mới yêu nhau. Vậy là cái tâm của họ, pháp, nó đã xuất phát từ cái tâm. Vậy là tâm pháp. Một loại tâm pháp nào ứng dụng ngay giai đoạn đầu tiên để cho người ta khởi động cho họ một tiến trình tuyệt vời, để rồi nó tân liều liều là tiêu lần lần theo thời gian. Đây gọi là tân liều liều. Tân liều liều là tiêu lần lần. Vậy thì nếu như mà mình hiểu rằng là mọi cái mới, mọi một liều thuốc mới, cái này liều, tân liều là tiêu lần. Mà nếu một cứ hở mà uống một liều thuốc là nó tiêu mất một phần tốt đẹp của ta. Gần gũi nhau, gặp nhau, chúng ta không ứng dụng được cái điều hay, điều tốt mà ta đã học được, ta phát huy được trong cuộc đời. Ta cho rằng mình là người giỏi, mình là người kinh nghiệm, mình là người hay, mình thế này, thế nọ, thế kia. Mà mỗi lần uống một liều là tiêu một lần. Dễ hiểu không? Ừ, lấy cái từ này dễ hiểu lắm nè. Tất cả mọi từ không nhớ, chứ cái từ tân liều liều này là nhớ nè. Thì nghiệp của chúng ta nó cũng tiêu lần lần, mà phước của chúng ta nó cũng tiêu lần lần. Vấn đề quan trọng cái nào tiêu, cái nào rời bỏ chúng ta đi, tiêu cái nào tiêu. Thì tôi cũng thấy tôi áp dụng trong cuộc đời. Có những người rất là giỏi, rất là tốt, rất là hay. Khi họ gần gũi bên tôi lúc đầu, rồi họ phát nguyện y như là cả đời không bao giờ rời tôi vậy đó. Quay qua quay lại, nó tiêu lần lần. Nó tiêu hết à. Ủa sao vậy? Tất cả những người đó rất dễ thương, họ rất là năng động, họ rất là nhiệt tâm với đạo. Họ vô đạo, họ tu, họ nghe pháp tôi giảng, họ sung sướng ghê gớm lắm. Y như là họ được củ báo vậy đó. Quay qua quay lại, nó nghe bà Tám. Bà này dữ hơn tôi nè. Nó nghe tôi như là nó được thắp sáng lên một ngọn đèn, phải nói là bất tử luôn, bất diệt luôn. Ngọn đèn cháy phừng 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 lên. Rồi nó gặp bà Tám tắt đuôi. Nên ta mới nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tại sao nó mất cái nhuệ khí đó? Tại sao phiền não nó sanh ra? Tại vì nó không hiểu pháp. Đức Phật dạy pháp có hai. Hễ anh đang đi vào pháp trí tuệ hay anh đang đi vào pháp vô minh. Nếu anh muốn thấy cái lưng của tôi thì tôi cũng đâu có thấy nó. Anh nói cái lưng của tôi sẹo không thì tôi cũng biết sẹo không, chứ sao tôi thấy nó? Không lẽ tôi quẹo cái đầu ra sao tôi thấy? Nó ở đây mà tôi thấy còn chưa hết. Trước mặt tôi còn chưa thấy hết nữa. Cho nên
Ngày xưa Khổng Tử được học trò cõng đi, điệu đi, kiểu đi, mà ngài đi qua cái bờ thì chú bé nó ở trên cái bờ nó đắp cái tháp nó chơi. Đắp cái tháp nó chơi thì Khổng Tử đi ngang cái biểu bỏ mấy cái tháp đi, nhỏ cho thầy ta qua. Cái này thành tránh xe hay xe tránh thành? Tại nó đang làm thành nó chơi mà. Bây giờ ông có xe đúng không? Bây giờ thành tránh xe hay là xe tránh thành? Hỏi câu gì đó, nhỏ mà chơi vậy đó. Xong rồi ông lên ông hỏi lịch sử từ đông sang tây, từ cổ chí kim, hỏi nhỏ nhỏ trả lời ranh rách hết rồi. Lát nói ngại giờ ngài hỏi con, bây giờ xin ngài hãy cho con hỏi lại ngài một câu. Nó hỏi đi con, hỏi đi, mừng quá, nãy giờ ta hỏi mày, ta coi mày có trình độ không, giờ mày hỏi ta đi. Thưa thầy, thầy hỏi con chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, con hỏi thầy ngay trước mặt, chẳng mài của thầy có mới sỉ lông? Cái chẳng mài của thầy nó dán ngay con mắt của thầy mà thầy còn chưa thấy nữa. Thầy hỏi chuyện đông chuyện tây chi mệt dữ vậy thầy? Pháp đó là pháp ứng dụng thực tiễn, ứng dụng siêu việt, chứ không phải ứng dụng đơn giản. Đúng không quý vị? Chuyện xưa đó. Vậy mà có biết bao nhiêu người có học nhưng mà đâu có nhớ. Tại vì nó đâu phải hành trang của mình đâu, nhớ chi. Thầy cũng học giống như quý vị, nhưng tại vì sao thầy nhớ? Văn ôn, võ luyện, nghề của chàng có nhiêu đó không nhớ cho chết. Không nhớ đói chết. Cho nên có nhiều người nói sao thầy Xuân cũng thông minh với ta, nó đừng khen vậy, tôi tự xấu hổ. Thông minh cái gì, chẳng qua ngày nào cũng nói có nhiêu đó nói hoài mà không hiểu nữa thì thôi chứ chết sướng hơn. Như vậy thì tôi làm sao để giữ vững được cái tâm của mình khi tôi biết rõ tôi có vô minh và tôi biết rõ tôi có trí tuệ? Thì tôi lo tôi phát huy trí tuệ. Con người mà giống như cái cây vậy, nếu cái cây mà nó còn nhỏ, nếu ta đem ta chặt nó thì nó đâu có lỗi đâu. Vậy thì cái cây còn nhỏ, nó rất là ngon, nó rất là giòn ha, nó rất là ngọt, nó ngọt của cái kiểu nhỏ, ngon giòn ngọt. Nhưng mà để cho nó lứa lứa lên, bắt đầu nó chát chát rồi đó. Chát chát chua chua đó, nó trung trung, nó vừa vừa. Nhưng mà để cho nó có lỗi rồi thì cắn vô nổi không? Gãi răng đó. Cho nên mà để cho nó có cái lỗi cây, mà nó có cái lỗi cây, vậy thì cái cây này nó được thông qua thời gian. Thông qua thời gian nó sẽ có lỗi cây. Mà thời gian thì tự nhiên có lỗi cây à? Dạ có, nhưng mà tùy theo cái độ lỗi của thời gian. Thì cái nào mà nó lỗi nhiều, có nghĩa là nó phạm sai lầm nhiều, gọi là thất bại không. Cái ứng dụng của thất bại là bậc thầy của thành công. Người nào sợ thất bại, người đó không bao giờ thành công được. Tại sao tôi mạnh dạn tôi nói? Bởi vì tôi không sợ thất bại. Vì có thất bại tôi sẽ càng thành công lớn hơn. Tôi không sợ người khác ganh tị. Vì càng ganh tị chừng nào thì lỗi cây càng dữ dằn hơn. Cho nên tôi bị đánh ghê gớm lắm rồi, nhưng chưa chết là biết. Ở trong nó cũng là thứ dữ đó. Sư này bị đánh nhiều hay ít? cứ đánh để cho chi là ứng dụng cái giáo pháp của Phật trong cuộc đời. Bạn có tồn tại hay không? Có nhiều người nói hay lắm, đi chùa nói rất là hay, nhưng mà đi chẳng được bao lâu hết á là bắt đầu bung, không còn đi chùa nữa, ở nhà. Nói giờ đi chùa cũng dịt, đi chùa không bằng ở nhà nữa, đi nghe giảng chi mệt vậy, ở nhà tôi nghe cũng được rồi, gõ trên mạng là nghe. Thật sự sư với bạn chứ, bạn đi nghe tôi giảng một buổi, bạn có thể khai mở hơn ở nhà bạn 3 tháng nghe đĩa, chưa chắc khai mở bằng bạn nghe một buổi. Tại sao vậy? Cái vốn kinh nghiệm tôi dồn vô đây, bạn ngồi đó không có làm gì hết, chú tâm nghe tôi giảng. Vậy thì một buổi bằng 3 tháng ở nhà bạn cứ mở lên xong ngủ. Mở lên ăn. Mở lên gây lộn. Làm sao mà hiểu được? Có tập trung đó mà hiểu. Cho nên dầu rằng ở nhà học không bao giờ tốt nghiệp, chỉ có tốt đôi là tôi đốt.
bao nhiêu kiến thức của mình đốt hết rồi, ngày tháng trôi qua cái đầu của mình nó lần lần mình cũng không biết là bây giờ cái trí tuệ của mình đi đâu hết rồi. Mình cũng nghe lắm chứ, ngày nào cũng nghe hết á, nhưng mà sao giờ đi đâu hết trơn, cho thầy hỏi gì cũng không biết á, nghe cái kiểu mà tốt đôi mà. Cho nên thời gian mà gió nè, gió nó càng thổi chừng nào, gió này là gió nghiệp nè, mưa nè, đó, khóc nhiều chừng nào tốt nãy nè, gió mưa nè, lửa nè, có những cái cây nó cháy quý vị, cái cây, cây cổ thụ trong rừng đó, biết bao nhiêu lần lửa nó cháy cái cây đó, nó thiêu cái cây đó, và cái vỏ cây nó cháy phừng phừng, quay qua hết cơn đó, lá ở trên nó rụng, nó khô hết, nó rụng, tưởng cái cây đó chết, ai về chưa, vì nó còn cái vỏ trong, khả năng cháy chưa hết, cháy vỏ hoài, vỏ trong chưa cháy, nhựa vẫn còn đưa lên, lá rụng hết, lá non xanh ra, là biết cái cây này thứ dữ rồi đó. Chứ chưa nói lục lội. Vậy thì muốn có lỗi cây thì trong cuộc đời cần phải ứng dụng càng nhiều thì cái khả năng ứng dụng của người đó càng ghê gớm. Cho nên nhìn thấy một cái cây để ta thấy Phật Pháp ứng dụng trong cuộc đời. Nhìn thấy cục đá để mà nó thành ngọc đó. Ở trong cục đá, cục đá to, có một viên ngọc nhỏ, có một viên ngọc nhỏ, nghĩa là trong cái cục đá này nó theo một cái vòng xoay của nó, vòng xoay rồi bắt đầu nó lại xoáy, xoay xoáy, thì cái xoáy đó đó, cái lõi của cái cây nó là ngọc của cục đá. Lỗi của cái cây chính là ngọc ở trong cục đá đó. Vậy thì cục đá này nó muốn có ngọc thì đòi hỏi nó phải qua thời gian và tất cả những cái tác động vào nó. Thời gian và sự tác động. Thời gian và sự tác động chính là ứng dụng của nó trong cuộc đời. Ngọc bất trác bất thành khí. Người tu học cũng như vậy, muốn áp dụng Phật Pháp trong cuộc đời, đừng bao giờ mà sợ những cái phiền não, sợ những cái vất vả, sợ những cái nguy hiểm. Thì tất cả những cái mà trong cuộc đời đem lại cho ta những cái giá trị ngược lại, nó sẽ giúp cho chúng ta thành đạt được nhiều hơn về công năng, ứng xử, về khả năng vận dụng phương tiện để nhạy bén giải quyết tình huống, giúp cho chúng ta có trí tuệ, mà trí tuệ đó là trí tuệ thực, trí tuệ của kinh nghiệm, chứ không phải là một loại trí tuệ của học vấn. Loại trí tuệ của học vấn không giải quyết được công việc giữa đường, đang chạy ngoài đường ngon lành đàng hoàng, ở trong nó nhảy ra, dùng trí tuệ học vấn không xử lý được vấn đề, mà dùng trí tuệ kinh nghiệm mưu mẹo lương lẹo không đụng xe. Còn nếu mà dùng cái trí tuệ học vấn chắc chắn đụng. Cho nên có nhiều người cứ nói là đáng lẽ phải như vậy, ông đó như vậy, phải như vậy đó. Giả sử như ông A là cái gì đó, phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, chúng ta lại bắt buộc với nhau phải. A phải thế này, B phải thế kia, C phải thế nọ. Những người mà luôn luôn dùng cái phải này nè, là những người đó đang sai trái. Anh bắt người ta phải thế này, anh bắt người ta phải thế kia, thì anh là người đang sai trái. Anh là người không bao giờ có hạnh phúc được. Anh đừng bắt ai phải cái nào hết, thì chắc chắn anh sẽ không có cái trái, vì anh biết cách ứng dụng. Giả sử như người vợ nói chồng phải đi làm, chồng phải đi làm, chồng phải nấu cơm, chồng phải coi con, chồng phải thế này thế nọ thế kia, thì người đó đã gán cho người kia một cái gì? Một cái nhiệm vụ. Mà khi mình gán cho người kia một nhiệm vụ thì đồng nghĩa với lại mình dùng người kia bằng cái của mình.
bằng cái tự ngã của mình. Vậy thì chúc mừng người này, người vợ này bắt chồng mình phải thế này thế nọ thế kia, thì người vợ này sẽ mang đến giá trị ứng dụng của khổ. Vì vậy mà đạo Phật là đạo tự giác đó. Đạo tự giác là không bắt ai phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia hết. Cái loại luật mà phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia là loại luật đó là loại luật ràng buộc, loại luật không biết ứng dụng. Có nhiều lúc người ta gần gũi với nhau, người ta không bắt nhau phải làm gì hết, nhưng những người xung quanh người ta tự biết người ta phải làm gì, thì cái đó gọi là đạo tự giác. Cũng như quý vị đến đây, không ai nói với ai lời nào, quý vị cảm thấy người trước đi trước, người sau đi sau, ngay hàng thẳng lối, ai cũng tôn trọng nhau, ngồi cho nó đẹp và cho nó trang nghiêm để mỗi người được lắng nghe lời thầy hướng dẫn. Thì tự nhiên không cần ai phải nói bà nín đi. Người kia nói chuyện cái người này nói bà nín đi, bà nín đi. Vậy là nguyên một rừng nói chuyện. Còn nếu như mà người ta nói chuyện có một người thôi, tất cả mọi người khác, bà này bà nói một mình, bà cứ để bà nói đi. Vậy thì tự ý thức được, bà ứng dụng với những cái im lặng xung quanh là bà im lặng hay bà nói. Dầu rằng bà có nói đi nữa, bà muốn nói cho người khác biết là có sự hiện hữu của bà, thì bà bệnh một mình bà thôi, mắc mớ mình bệnh. Ủa nguyên nhân nãy giờ quý vị để cho thầy bệnh có một mình nè. Nghĩa là thầy nói một mình, quý vị chưa ai nói gì hết. Và giờ này trong mức ứng dụng đạo Phật mà thầy giảng chữ ứng dụng để cho quý vị hiểu và ứng dụng trong cuộc đời. Vậy quý vị có điều gì muốn hỏi thầy để thầy giải thích cái ứng dụng thực tiễn hoàn cảnh gia đình cụ thể của quý vị hay không? Giờ tới quý vị trả bệnh về cho quý vị. Có ai bệnh thì hỏi, còn không không có ai bệnh hết thôi về ngủ. Cái bệnh gì biết không? Cái bệnh chưa hiểu á. Cái bệnh vô minh. Bệnh đó là bệnh khổ. Còn khổ không? Hay hết khổ khỏi hỏi? Ý nói vậy đó. Rồi không hiểu hỏi. Không hiểu nghĩa là bệnh vô minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch thầy Đức Tánh và cùng các vị Phật tử. Thì nhân cái đề tài mà thầy giảng về vấn đề ứng dụng Phật pháp trong đời sống của chúng ta, thì theo chúng con là những hàng Phật tử tại gia, thì theo như thầy đã giảng thì tụi con thấy là cái tâm từ bi của con quá nhỏ hẹp, nó chỉ gói gọn trong cái chữ ái. Thành ra như vậy nếu mà ứng dụng Phật pháp trong đời sống á, tụi con chỉ bó hẹp cái tâm từ bi của mình đối với gia đình, đối với những người thân, những người quen của mình thôi, thì cái tâm nó không có được rộng lớn. Như vậy thì xin thầy cho biết cái phương pháp nào để chúng con có thể tu tập để mở rộng thêm cái tâm từ bi, càng ngày nó càng rộng lớn hơn trên bước đường tu tập. Rồi xin một tràng pháo tay cho Phật tử Diệu Lượng. Diệu Lượng hay Giác Lượng ta? Diệu Lượng. Hả? Giác Diệu Lượng. Rồi. Rồi. Như vậy thì với câu hỏi của Giác Diệu Lượng thì thầy nghĩ là chắc là ở đây ai cũng biết. Để cái tâm mình nó lớn hơn thì chắc chắn là phải có một tiến trình để cho mình mở tâm mình rồi, chứ không thể không có được. Đây gọi là tiến trình mở tâm từ nhỏ cho đến lớn. Tiến trình mở tâm. Mở tâm nhỏ trở thành tâm lớn gọi là từ bi. Hoặc là từ tiểu từ bi cho đến đại từ bi. Một, tiến trình mở tâm như sau. Một là hiểu sở hữu là khổ. Mà sở hữu là nó ở trong 12 nhân duyên, đúng không? Sở hữu là nằm trong 12 nhân duyên, đúng không? Chi phần thứ mấy? Chi phần thứ 10.
ái, thủ, hữu. Phải không? Ái, thủ, hữu là chúng ta biết nó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Như vậy, sở hữu là khổ. Trong 12 nhân duyên thì ở cái nhân duyên thứ 10, đó là chi phần ái, thủ, hữu là 8, 9, 10. Như vậy, sở hữu là khổ, sở hữu là luân hồi sanh tử. Như vậy, muốn mở cái tâm nhỏ trở thành cái tâm lớn, mở ngay chỗ sở hữu. Chúng ta càng không sở hữu chừng nào thì tâm ta lớn chừng nấy. Lấy ví dụ, nếu tôi sở hữu thầy Đức Tánh là thầy của tôi, thì chắc chắn ai đụng tới thầy Đức Tánh sẽ biết tôi tùi. Đúng không? Tại tôi bảo vệ ổng mà. Đây là sở hữu của tôi, thầy của tôi. Giác Diệu Lượng là Phật tử của tôi. Ai đụng tới Giác Diệu Lượng là chết với tôi. Thấy không? Vậy là tôi bị dính rồi. Vì cái sở hữu này nó sẽ ngăn che tâm tôi, không làm cho tâm tôi lớn. Đây là cha của tôi, mẹ của tôi, anh em của tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi, tài sản của tôi, mọi thứ cái của tôi, làm cho tâm tôi nhỏ lại và chính nó là địa ngục giam nhốt tôi. Hiểu không quý Phật tử? Được chưa? Chính nó là địa ngục giam nhốt tôi. Như vậy thì bây giờ mình phải ý thức sở hữu là khổ, để tâm của mình được thoát ra. Chứ còn không là mình không có biết cái tiến trình này là không bao giờ mình thoát ra được. Vậy thì bây giờ mình biết sở hữu là khổ, vậy thì bắt đầu bước ra một tiến trình thứ hai nữa. Vậy là nếu không có sở hữu thì y báo và chánh báo thế nào? À, vì tôi không có sở hữu, vậy là cái sở hữu này nó có hai loại: y báo và chánh báo. Vậy là tôi biết sở hữu là khổ, nhưng mà bây giờ tôi phải lấy sở hữu này nè, tôi biến nó thành y báo và chánh báo. Bây giờ y báo chính là lòng từ bi, chánh báo chính là trí tuệ. Mà trí tuệ đã được ứng dụng á nha, chứ không phải một loại trí tuệ chỉ học không á nha. Chánh báo không phải là loại trí tuệ được học, mà chánh báo là loại trí tuệ bát nhã. Trí tuệ được ứng dụng trong mọi môi trường hoàn cảnh, ứng dụng để chuyển hóa và hóa độ chúng sinh, chuyển hóa mình và hóa độ chúng sinh. Đó là trí tuệ của bát nhã. Như vậy chúng ta lấy cái sở hữu biến nó thành y báo, chúng ta lấy cái sở hữu biến nó thành chánh báo. Đây là một tiến trình mở tâm mình ra. Vậy thì làm sao để biến? Nếu như người không có y báo, người không có sở hữu, thì họ đâu có cái gì đâu để bố thí, để giúp đỡ, để thể hiện lòng từ của mình. Bây giờ nhờ mình có sở hữu, mà mình biết sở hữu là khổ, cho nên mình lấy cái sở hữu đó, mình làm những cái việc y báo. Y báo là kết hợp một là bản thân người đó mỗi ngày mỗi tốt, mỗi ngày mỗi tốt đẹp cá nhân. Nghĩa là người đó tự nhiên cái tốt à. Bữa nay thấy ai khổ giúp, ai khổ giúp, tự nhiên cái con người đó nó tốt đột xuất vậy đó. Cái thứ hai là biết bố thí, biết cúng dường, biết tạo phước. Cái việc thứ ba, người đó lấy cái mối quan hệ, lấy cái mối quan hệ gần cho đến mối quan hệ xa làm y báo. Mối quan hệ gần nghĩa là sao? Chúng ta nói lục thân quyến thuộc là mối quan hệ gần. Chúng ta không phải là chúng ta giúp đỡ những người thân của ta, mà ta giúp đỡ tất cả những người sơ nữa cơ. Giúp đỡ những người tốt mà giúp luôn cả những người xấu. Lúc này
cái y báo này, cái sở hữu này đi vào trong hoạt động, không còn phân biệt tốt hay xấu nữa. Nhờ y báo này tạo cho ta một cái nền tảng, tạo cho ta một cái nền tảng, xây dựng cho ta một cái thế giới y báo, mà mai này gọi là thế giới lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, là do y báo mà người đó đã tạo ra. Mà đời này chúng ta tạo thì tất cả nó sẽ phát triển lên, chứ nó không có đi xuống. Nhưng nhiều người không hiểu biết nó, cho nên không phát huy được nó. Như vậy nhờ lòng từ bi, nó không có mất theo một tiến trình nhân quả, không có cái gì mất hết. Ta làm nhiều chừng nào tốt chừng nấy, sợ rằng ta không biết để ứng dụng mà thôi. Còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà tùy theo mỗi người sẽ phát huy nó. Từ cái sở hữu biến thành y báo là một tiến trình. Làm sao sở hữu biến thành chánh báo? Bây giờ ta học, ta đem hết những cái tài sản của cải mà ta có được, đem học và giúp cho người học, giúp người học. Ta phát huy, học rồi mà còn phát huy trí tuệ ở mọi phương tiện, từ sách vở, thông tin truyền thông là tin học, cho đến mạng xã hội, nhiều cách để làm cho mọi người tiếp cận học hỏi. Này là giúp cho con người học rõ ràng cụ thể. Giả sử như tôi đi học, tôi còn giúp cho thầy Đức Tánh học, cho Giác Diệu Lượng học, Giác Tường học, vân vân. Thì tôi học, tôi còn giúp đỡ cho nhiều người học, và tôi tạo mọi cái phương tiện truyền thông để cho mọi người học. Cái này tốn kém không? Tốn không quý vị? Tốn rất nhiều. Có nhiều người bỏ ra làm một cái kênh này tốn rất nhiều. Bây giờ quý vị chỉ cần làm một kênh truyền hình Phật giáo, thử coi quý vị tốn kém bao nhiêu. Một năm vậy tốn vài tỷ đồng chứ không phải tốn ít đâu đó. Cái này gọi là cái cách phát huy trí tuệ, làm cho trí tuệ được nhân rộng, lợi ích được tiến xa. Khả năng cài đặt, thay thế, ban cho, tạo điều kiện để có thể là tạo điều kiện, ban cho, hiến tặng, vân vân và vân vân. Đây là một loại trí tuệ mà không còn sợ hãi. Có nhiều người mình chết để tạo điều kiện cho người khác còn tồn tại sống và người khác tốt hơn. Ông Tiên A Tư Đà nhìn thấy Thái tử Tất Đạt Đa, ông rơi lệ, ông khóc. Trong lời ông khóc, luôn luôn quý vị phải nghĩ, một con người có trí tuệ nhìn thấy một người khác hơn mình thì chắc chắn người đó sẽ hy sinh để cho người khác thành công. Có những người đang thành công không phải người đó thành công, chính là những cái hy sinh khác người đó mới thành công. Cái hy sinh đó được xem là một loại hình trí tuệ siêu việt, không phải là một loại bình thường y báo mà có thể làm được. Đó là một loại chánh báo trong hy sinh. Vậy thì cái Bồ Tát hạnh là phải là những vị ba la mật mới hy sinh được. Cho nên ông nhìn thấy, ông rơi nước mắt, chứ khả năng của ông muốn sống vài chục tuổi nữa, vài trăm tuổi nữa đâu có thành vấn đề, nhưng ông không làm được điều đó. Ông ban cho. Có những người ban cho người khác cặp mắt, ban cho người khác đôi chân, đang còn sống đó sẵn sàng ban cho người khác những gì người khác cần. Đó là một loại trí tuệ ba la mật. Và khi họ mất, họ sẵn sàng hiến tặng thân xác mà không phải suy nghĩ là chết đi gì đâu. Không cần phải suy nghĩ là cái giây phút tôi chết á, 8 tiếng đó nếu tôi chưa có thành đạt được gì thì người ta mổ xẻ rồi tôi sân hận sẽ ra sao. Cái người mà suy nghĩ như vậy đó, họ chỉ còn ở cái phước báo hữu lậu, họ chưa được gọi là chánh báo có ba la mật. Loại vô lậu không nói kiểu đó, mà loại hữu lậu còn suy nghĩ kiểu đó. Cho nên những cái hành động trái chiều, những cái loại suy luận trái chiều không bao giờ tránh khỏi. Có người cho rằng điều đó là tốt,
có người cho rằng điều đó là xấu, có người khuyên nên làm, có người khuyên không nên làm, thì tôi cũng có góp phần như vậy. Nhưng ở góc độ của tôi là phân tích để cho ai sẽ là người hiểu được tới đâu. Người ta cứ một khi những người làm không được thì đừng có vượt tốc bất đạt. Tiến trình thứ ba là một tiến trình phát triển nhận thức Phật giáo. Quý Phật tử muốn nhận thức được Phật giáo giống như thầy Đức Tánh hay giống như chúng tôi, không phải một ngày một bữa quý vị có cái nhận thức này. Như vậy, nếu tôi trả lời một cách đơn giản, Giác Diệu Lượng muốn phải không? Cạo đầu đi con. Cạo đầu nghĩa là gì? Cầu đạo. Vậy thì chúng ta muốn mở cái tâm của mình từ cái tâm nhỏ trở thành tâm lớn, mà mình không cầu đạo thì tâm mình sao ngày lớn được. Cho nên có nhiều người nói là người đó đi tu còn thua tôi nữa. Tôi nói đúng rồi, họ đi tu họ vẫn còn thua quý vị, nhưng mà bắt đầu họ với một tiến trình đi không ngừng, còn quý vị đang đi lùi. Người ta phủi tóc xuất gia là bắt đầu người ta đi lên. Còn mình bây giờ mình giỏi hơn người ta, có nghĩa là bắt đầu người ta bây giờ người ta dở nè, nhưng mà người ta dần dần cho đến cái giỏi nè. Bây giờ quý vị là người tại gia nè, quý vị là người đang giỏi nè, nhưng bắt đầu quý vị dần dần đi xuống cái dở. Tại vì sao vậy? Quý vị không bắt đầu đi một, không phát triển nhận thức của nó. Tôi một ngày ở trong chùa, sáng ra ăn cơm bị tôi dần hết một buổi, trưa quay qua quay lại gặp tôi quất một buổi nữa, chuyện gì phạm phải chuyện gì nữa bị sư phụ kêu vô dần nữa. Vậy những người đó dần dần giỏi hay dở? Bị tôi giật hoài mà sao dở nổi. Nghĩa là những gì tôi hiểu biết, tôi đem tôi phân phích, tôi chỉ bảo từng việc việc gì cũng đem phân tích chỉ bảo hết, thì người này có muốn dở cũng tìm không ra. Nghĩa là ngày nào cũng được học á, không phải là được học mà là bị học nữa kia. Sáng có khi ăn sáng xong muốn trốn xuống cho ngủ cho nó đã, ai về bị tôi dần tới 8 giờ. Ăn 5 giờ rưỡi dần riết tới 8 giờ, ê càng hết trơn. Nhưng lâu lâu sư phụ mới có ở nhà dần cho nó nhuyễn xương. Cứ như thế ngày nào cũng phải nhận thức và để phát triển Phật giáo. Vì đạo Phật không phải là mưa cái ào cái là mình thấm được đâu, và mình lớn lên đâu, mà đi trong sương móc thì xanh thấm nhừng. Cứ như thế đi đi và đi mãi. Ta có cái sở hữu để ta chuyển hóa nó thành y báo và chánh báo, nhưng hai cái này chưa bằng nhận thức về Phật giáo để có thể phát triển một cách bền vững và phát triển một cách đúng mức của nó. Và một điều nữa, thứ tư, nghĩa là đại nguyện. Người nào muốn mở cái tâm của mình không phải vì những cái này mà vì đại nguyện của mình thôi. Tại tôi nguyện cho nên tôi làm. Tôi miễn bàn tôi có sở hữu hay không, tôi miễn bàn đến chánh báo, y báo và chánh báo đời sau, hay là đời này và đời sau, miễn bàn. Tôi cũng không cần phải biết nhận thức nó như thế nào, tôi chỉ làm vì đại nguyện của tôi. Tôi nguyện sẽ làm một cái hạnh nho nhỏ là ngủ ngồi không ngủ nằm, nguyện nhỏ vậy thôi. Trong lúc tôi ngủ ngồi, tôi nâng cấp nó là tôi phải hiểu rằng tại sao tôi ngủ ngồi. Tại sao Đức Phật ngồi Ngài thành Phật, và tôi ngủ ngồi tôi thành Phật hay không? Và bắt đầu tôi tìm hiểu về nó. Thì quá trình chuyển hóa hay nhận thức, chuyện đó là chuyện nhỏ với tôi. Tại sao tôi ngủ ngồi, câu hỏi đó được đặt ra là mục đích tôi nó có thể tới. Và có nhiều người chỉ phát nguyện là mỗi ngày tôi ăn chỉ một chén cơm, hãy cho tôi một cái bình bát hay cái chén gì đó, miễn tôi ăn trong cái đó và không ăn cái thứ hai. Đó là cái nguyện rất là nhỏ, nhưng mà bắt đầu người ta mới hỏi là tại sao tôi phải ăn như vậy. Chứ không phải là tôi sống theo cái kiểu Bà La Môn là tôi phải ăn như vậy, mà không phải. Tôi sống để tôi thừa hưởng hết những gì Đức Phật dạy cho tôi. Và có nên ăn như vậy không? Và sống có thừa hay không? Và bắt đầu cái đại nguyện họ nó lớn dần. Cho đến lúc họ nguyện thành Bồ Tát hoặc thành Phật, điều đó không khó với họ. Mà nguyện rồi có làm được hay không? Quý vị muốn như vậy, hãy về thử lên cái thời phá biểu coi làm được không?
Có nhiều người tập ăn chay thôi đó, mà ma nó khảo cho đến ăn chay còn không được, đừng nói cái nguyện khác. Ma nó khảo ăn chay không được, tới ngày ăn chay là người ta mời đám cưới. Nguyên một tháng không ai mời, tới ngày ăn chay nó mời đám cưới. Quay qua quay lại tới ngày ăn chay nó mời đám giỗ. Cho nên ông nói thôi bây giờ tôi nguyện ăn chay 30 ngày là cho nó mời 30 ngày luôn cho nó. À, vậy đó. Cho nên là một tiến trình để mở từ cái tâm nhỏ lên cái tâm lớn thì không có khó. Quý vị có thể nghiên cứu và phát triển nhiều hơn. Ta nguyện là đi dài hơn, đi xa hơn, và có khi ta nguyện mỗi ngày thêm một chút. Muốn biết cái tâm mình nhỏ hay lớn thì đòi hỏi mình phải có trí tuệ, và chỉ phát nguyện là mỗi ngày xin cho con đọc thêm một trang sách. Nếu bữa nay con đọc 10 trang, ngày mai xin cho con đọc thêm một trang nữa, thành 11 trang. Chỉ nguyện như vậy thôi thì cái tâm này nó cũng sẽ lớn thôi. Mỗi ngày đọc thêm một trang sách thì tâm mình sẽ lớn. Vì sao vậy? Tâm nhìn mình lớn thì tâm mình lớn. Mà tâm mình lớn thì không còn nỗi khổ niềm đau xen vào được. Nỗi khổ niềm đau chỉ đánh được người nhỏ, cũng như gió thổi bão tố chỉ quật được những cây nhỏ, không quật được những cây lớn. Cũng vậy, vô minh chỉ dập tắt được những con người có cái đầu nho nhỏ, vô minh không thể nào trùm được ngọn lửa to. Ánh sáng mặt trời không bao giờ loại mây nào che được mặt trời. Chúng chỉ che được cái quả địa cầu, che được mặt trăng, che được những hành tinh, mà không bao giờ che được mặt trời. Quý vị hiểu ý đó. Để vô minh là một loại nhỏ so với giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật xua hết tất cả mọi vô minh. Rồi, rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ hầu như là 1 tiếng rưỡi rồi hả thầy? Sao lẹ dữ vậy ta? Mới đây mà giật mình thấy thầy Đức Tánh ông dở cái điện thoại, ông dở đồng hồ ông coi, mình dòm lại mình mới thấy 1 tiếng rưỡi. Quý vị có mệt chưa? Chứ thầy thì muốn xỉu rồi. Tại đêm qua đâu có ngủ. Thầy nhìn xuống những phái đoàn đi theo thầy, người nào cũng mặc rất là sáng, giống như là mặt trời, nhưng mà bên trong nó thì là bóng đêm. Bên ngoài thì giống mặt trời mà bên trong giống bóng đêm, vì nó buồn ngủ quá rồi, đuối quá rồi. Thôi thì ngày mai sáng thầy giảng ở chùa Thiên Ấn, buổi chiều thầy giảng ở chùa Phước Huệ. Thầy sẽ thêm 2 buổi giảng trong ngày mai nữa. Nếu quý vị có sắp xếp được thì ngày mai đi nghe. Rồi có những câu hỏi nào thì thầy sẽ giải thích cho quý vị vào ngày mai. Còn giờ này đến đây, xin quý vị chắp tay đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Con cảm ơn thầy Đức Tánh đã hoan hỷ đến đây để chia sẻ với chúng con. Mời Phật tử ngồi xuống để nghe thầy Đức Tánh đọc 4 câu thơ mà thầy không biết thầy làm hồi nào. Ủa? Ủa, hồi tối hả? 4 câu hay là 14 câu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào đại đức giảng sư và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay xin kính tặng cho thầy Thích Thiện Xuân và Phật tử bài thơ mới sáng tác hồi tối. Vậy là Phật. Hôm nay thầy có đôi lời chúc cho tất cả cuộc đời an vui. Thầy Xuân Phật tử nhắc nhiều gia đình thiện đức, sớm chiều chờ mong tuần tới thỉnh thầy Quang Lâm giảng một thời pháp thầm thâm diệu quyền. Quán Âm thiền tình đợi chờ, rừng cây sông nước nên thơ tuyệt vời. Bao nhiêu Phật tử đang mong
Quan Âm thiền tịnh có lòng thịnh sư. Đêm nay quan hỷ vô cùng, mừng thầy đến Úc tương phùng gieo duyên. Phái đoàn Phật tử rất đông, tham quan thắng cảnh giáp dòng Úc Châu. Vậy là Phật xin trân trọng kính mời tất cả quý Phật tử chủ nhật tuần tới 22 tây tháng 7 sẽ cung thỉnh đoàn đại đức giảng sư sẽ quan lâm đến đạo tràng Quan Âm thiền tịnh cách đây khoảng hơn 2 cây số. Mời tất cả đến để chia sẻ lắng nghe những thời pháp của thầy và đến đạo tràng Quan Âm thiền tịnh. A Di Đà Phật.